Nội nội. Ủa, bà nội đi đâu người ta? Ông ơi, hôm nay nhà mình xảy ra chuyện rồi. Con dâu nó trách tôi. Nó nói là tôi cưng chiều thằng Học quá, để bây giờ nó bị hư hỏng. Mà thật ra ba đứa cháu, đứa nào tôi cũng thương đều như nhau. Nhưng mà tại vì thằng Học, nó là một đứa trái tính trái nết. Ông có nhớ không? Cái hồi mà con già nó mang bầu thằng Học đó, tôi đi xem bói thì ông thầy nói là cái thằng này nè, sau này nó lớn lên nó có thể là một đứa phá gia chi tử, nó phá hoại tài sản gia đình của mình. Lúc đó tôi đâu có tin, tôi cứ nghĩ là mình cứ thương nó đi, mình uống nắng, mình dạy dỗ cho nó thành người tử tế. Vậy mà có về đâu, bây giờ nó hư đốn ra như vậy. Tôi phải biết làm sao đây ông? Không có được. Bây giờ cái số tiền mà ông để lại cho tôi đó, tôi có thể lấy ra để đưa cho thằng Học trả nợ. Nhưng mà đưa nó hết rồi á thì tụi nó sẽ không quan tâm đến tôi, thậm chí là nó đuổi tôi ra ngoài nữa. Giờ tôi phải tính làm sao đấy ông? Má ơi, vô được không má? Vô đi. Mấy bữa vợ con lo sắp xếp cho mẹ con đó, cho nên không có thời gian để mà tâm sự với má. Hôm nay con mới chưng được cái chén đường phèn nóng với yến nè. Má ăn miếng cho nó khỏe, đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa má. Đưa cho thằng Học ăn đi. Má không có ăn đâu. Má chỉ sợ là tụi bay không quan tâm đến nó, hớt hủi nó, nó buồn, nó nghĩ quẩn thì tội nghiệp nó. Chứ tánh của thằng Học á, nó gan lì lắm. Thằng đó nó ngang tàn lắm, nó không bao giờ mà mình làm cái chuyện dại dột đâu má. Nhưng mà vợ của con đã nói rồi, đứa nào làm á thì đứa đó chịu. Chẳng lẽ bây giờ thằng Học nó xảy ra như vậy, mình đành lòng mình nhìn nó để cái chủ nợ dí nó mà mình không cứu hay sao con? Má, con với mẹ nó cũng tính, nhưng mà hết cách rồi. Theo con nghĩ, không ấy mình cho nó đi tù 2-3 năm gì đó,
để cho nó chiêm nghiệm, nó lớn ra. Mày điên hả? Dạ. Tao nói rồi nha, cái nhà này ha, mày hay là con vợ mày, đứa nào mà từ thằng Học, bắt thằng Học vô tù là tao từ tụi mày nó biết chưa? Vợ con nó muốn mà. Khổ ghê.